Kính chào quý vị, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Kỷ niệm 60 năm thành lập xã Diên Nguyên, tháng 11 năm 1953, tháng 11 năm 2013, đội nghệ thuật quần chúng xa nhà xin thực hiện một chương trình nghệ thuật chào mừng với chùm ca khúc Khúc hát về Diên Nguyên, sáng tác nhạc sĩ Phan Thanh Chương. Quê mình sáng mãi niềm tin, sáng tác Quang Phúc. Hoa hướng dương, sáng tác nhạc sĩ Tô Vũ. Diên Châu một huyền thoại, sáng tác của nhạc sĩ Viết Thân. Chỉ đạo nội dung, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diên Nguyên. Chỉ đạo nghệ thuật, đồng chí Võ Minh Phúc. Với sự tham gia của các diễn viên, nhạc công, đội nghệ thuật trường mầm non Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Diên Nguyên thực hiện. Thay lời cho anh chị em trong đội nghệ thuật, xin gửi tới quý vị đại biểu cùng đồng bào, đồng chí và các bạn lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật. Mở đầu là màn hát múa Khúc hát về Diên Nguyên. Xin được trân trọng cảm ơn. Với lúa chết cùng với
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.